30 triệu năm trước, khi trái đất bị đe dọa bởi hai con quái vật khủng khiếp, các siêu chiến binh thần bí đã xuất hiện và đánh bại chúng. Đầu thế kỷ 21, hai con quái vật khổng lồ đã hồi sinh trở lại và nghiền nát tất cả mọi vật cản trên con đường chúng đi qua. Gas, đội đặc nhiệm gồm 7 thành viên với những vũ khí tối tân, dường như cũng không thể ngăn chặn được lũ quái vật này. Đúng vào lúc này, Diego, người chiến binh trẻ tuổi dũng mãnh của đội Gas, đã tìm được cách triệu hồi sức mạnh của siêu anh hùng Tiga. Siêu anh hùng sống dậy, trái đất thoát khỏi sự diệt vong. Nhưng liệu còn có những sức mạnh siêu nhiên nào khác tiếp tục đe dọa trái đất hay không? Mời các bạn và các em đón xem bộ phim hoạt hình Siêu anh hùng Tiga trong chuyên mục phim bộ thuộc dịch vụ thiếu nhi của MyTV.